Dạ nghe được anh. Con nghe được không? Dạ. Giờ muốn trình bày cái đề tài gì thì anh muốn định nói gì Em với... có đề tài hôm nay á, là nhiều đề tài, nhưng mà hồi nãy á em đang nói là ở Mỹ á, là ông Trump có cho 1.200 đô, vậy sao tại sao không ở nhà đi mà kêu ông Trump mở mở cửa đợi mà tự do làm chi, rồi mở lại đòi công việc làm chi, có 1.200 đô ở nhà ăn đi, sao mà đòi đòi mở cửa làm chi vậy, để cho nhiễm tới giờ 6 mấy ngàn người chết. 1.200 đô đâu có thấm thía gì đâu em. Cái đó là chỉ có là tạm thời thôi. Chứ còn mà những người Mỹ trắng đó, mà những người mà có cơ sở đó thì họ lý do biểu tình là tại vì họ không có thể nào kéo dài được. Tại vì kéo dài thì cái nguồn về kinh tế của họ đó có nghĩa là rất là gò bó và khó khăn. Thì chính vì cái lý do đó thì đa số những người Mỹ trắng nha, chứ không có mấy ông nội Việt Nam hay là mấy cái đám mà bao que nào mà dám ra mà đi với họ một buổi tình đó. Tại vì Mỹ trắng là cái thứ nhất là cái quyền lực của họ rất là cao, cái thứ hai nữa những gì mà họ làm là đa số là họ làm có ý nghĩa, và cái cách là buổi tình nó rất là văn minh, và họ vận động đa số là những người là phải nói là chúng tôi gọi là chính gốc Mỹ trắng đó, họ đi biểu tình thôi. Cho nên Mỹ khi một Mỹ trắng mà nó đi biểu tình thì những người lãnh đạo giống như là cảnh sát cái này nọ thì họ cũng để cho người ta biểu tình, đó là cái quyền của biểu tình. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là những ông tướng mà bao que đó thì không có bao giờ mà có cửa mà đi ra đó biểu tình đâu. Thì anh nói về cái vấn đề biểu tình thì anh định nói về cái quốc kỳ, thì nếu mà có thể chia sẻ thì anh muốn chia sẻ. Hôm nay nói về chủ đề, anh nói đi, anh có cái gì muốn nói thì anh cứ nói thoải mái. Hồi nãy thì anh có ngồi nghe với hôm qua thì cái cô gì mà ở Khánh Hòa, Nguyễn Nguyễn Thị Cẩm Huệ Cẩm Thúy gì đó, Nguyễn Cẩm Thúy anh. Nguyễn Nguyễn Thị Cẩm Thúy đúng không? Nguyễn Cẩm Thúy. Bà Nguyễn Cẩm Thúy à? À, thì anh không biết là cô này có học thức hay là không, Trình độ nhưng có đại học anh, cô giáo dạy lớp 2 mà khai trừ ra khỏi đảng rồi. Đuổi luôn rồi anh. cho anh hỏi là cô này là theo đạo gì, hay là theo đạo ông bà, hay là đạo Phật, hay là Thiên Chúa giáo, hay là gì đó, Công có giáo kiểu như anh, cô hả? công giáo, Sao? công Ồ, giáo. công giáo hả? Dạ. Thì lý do là để anh nói về cái quốc kỳ. Thì trước hết đó thì mình nói về cái lịch sử. 1945 á thì bác Hồ đọc, đọc tuyên ngôn độc lập, thì khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thì cái quốc kỳ của mình á là cờ đỏ sao vàng, đó là đại diện cho sĩ công nông thương binh. Rồi cái bài quốc ca gọi là tiếng quân ca đó. Rồi khi mà 54 mà Pháp nó nhảy lại, nó vào lại thì cái trận Điện Biên Phủ đó, thì dân tộc Việt Nam của mình đó đánh Pháp ra khỏi, xong rồi đến Mỹ nó nhảy vào, thì nó cho là từ 54 đến 56 là tổng tiến cử. Thì đại diện là Bác Hồ, và nó lôi đầu Mỹ thì nó lôi đầu Ngô Đình Diệm về để đại diện. Thì Mỹ và cả thế giới biết là theo tài liệu thì ít nhất là 80% là dân số và dân tộc Việt Nam bầu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì Mỹ nó biết trước và tình báo của Mỹ nó biết trước, cho nên thì nó không có chấp nhận cái cuộc tổng cử. Thì nó cố tình nó xóa đi cái hiệp định Geneva đó. Thì khi mà 55 á thì ngày ngày 23 tháng 10 thì ông Ngô Đình Diệm á thì ổng hắc vua Bảo Đại. Rồi ngày 26 tháng 10 1955
là ông làm tổng thống Việt Nam Bùi Nhìn đó, là chế độ Ngụy đó, là đại nhất Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa đó là cho là của quốc kỳ đó. Sự thật là không phải là của quốc kỳ. Cái thứ nhất đó, là cái chế độ đó là bất hợp pháp, và cái chế độ đó đó là không có ai có nghĩa là chấp nhận. Và mà anh Diệp yếu rồi. Bộ mạng yếu quá. Rồi anh nói tiếp đi, nghe được rồi. Hello. Dạ nghe. Thì cái quốc kỳ của họ thì thật là không có phải là quốc kỳ, nhưng mà theo Mỹ nó giật dây á, thì cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó là đệ nhất á, là do ông Ngô Đình Diệm. Thì cái quốc kỳ của họ á, là do ông Linh Mục Trần Hữu Thanh. Cái này anh nhắc lại nha, ông Linh Mục Trần Hữu Thanh cố vấn cho Ngô Đình Diệm, là những cái thành phần linh mục và ông Ngô Đình Diệm là cũng là thành phần công giáo. Cho nên bây giờ đó thì em thấy đó là đa số những thành phần chống cộng đó là những giống như cái cô mà cẩm 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 thúy đó, là những phần tử đó là công giáo, là nó tôn thờ cái lá cờ đó. Và cái lá cờ đó đó không phải là đại diện cho ba miền, mà cái quốc kỳ của tụi nó đó là đại diện cho tam vị nhất thể, là do ông Linh Mục Trần Hữu Thanh tam vị nhất thể. Có nghĩa là gì? Là Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Và màu vàng của tụi nó đó là đại diện cho là cho gọi là da vàng, còn ba cái sọc đỏ đó là đại diện cho ba cái dòng máu của Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Cho nên một số mà những thành phần mà chống cộng đó, mà theo đạo Phật và đạo ông bà đó, nó không có hiểu được cái nguồn gốc và cái nghĩa cái lá cờ đó. Cho nên nó bị những cái thành phần mà phải nói là lãnh đạo mà công giáo hồi xưa đó nó vẫn tôn thờ và nó cố tình nó bám đến bây giờ luôn. Thì mình đề nghị đó mấy ông nào mà chống cộng ở hải ngoại, hay là những cái thành phần mà dân chủ cụi ở trong nước đó, mà theo đạo Phật á, suy nghĩ lại những gì mà nói. Tại vì cái lá cờ đó đó không phải là một cái lá cờ, nhưng mà đối với anh á, thì anh coi cái lá cờ đó là giống như là ba con khỉ. Thì con khỉ thứ nhất á, là dân tộc Việt Nam á, không có muốn nghe. Con khỉ thứ hai á, là dân tộc Việt Nam á, là không muốn thấy. Và cuối cùng á, là dân tộc Việt Nam á, con khỉ thứ ba á, là dân tộc Việt Nam á, là không muốn nói. Cho nên nó có nghĩa là gì? Là không muốn nghe, không muốn thấy và cũng không muốn nói nữa. Tại cái chế độ nó đã chết rồi, chết ngày 30 tháng 4 rồi. Mà cái chế độ đó là cũng gọi là cái chế độ Bùi Nhìn đó. Thì trở về cái vấn đề mà quốc ca, cái đám Ngụy đó, sự thật đó, thì nó cũng ăn cắp cái lời nhạc của cách mạng, là cái lời nhạc gọi là tiếng gọi thanh niên, là cái lời nhạc đó, nó là cái lời nhạc phong trào thời chống Pháp, là do ông Lê Hữu Phước ông sáng tác ra cái lời nhạc đó để có phong trào thanh niên hồi xưa chống Pháp đó. Thì những cái thành phần tử mà Việt Nam Cộng Hòa đó, nó đâu có biết được đó, là cái quốc ca của tụi nó là chính là nó ăn cắp cái bản quyền cái lời nhạc của cách mạng, là tiếng gọi thanh niên. Sau này á, thì họ đổi lại á, là tiếng tiếng dân của cái chế độ Ngụy Sài Gòn. Thì nói tóm tắt lại á, thì cái chế độ Ngụy Sài Gòn á, là một cái chế độ thối nát và không có ai chấp nhận được. Và cái chế độ đó thì bây giờ nó không còn nữa. Thì trở về cái vấn đề mà khi mà chiến tranh á, thì cái biểu tượng của cái chế độ Ngụy đó là con ó biển, là con đại bàng. Nhưng mà con đại bàng á, là chỉ có Mỹ thôi. Thì khi mà Mỹ nó dựng lên á, thì nó cho cái biểu tượng đó, đó là cái con đại bàng. Còn trong khi đó dân tộc Việt Nam của mình đó, là đại diện cho con rồng đó, nó khác nhau là vậy đó. Nhưng mà cái chế độ Ngụy này đó, là những cái thành phần mà Ngụy bây giờ nó chống cộng ở hải ngoại này nè, mấy Ngụy con đó là nó chuyên môn tôn thờ cái lá cờ đó, là tại vì là đa số những người công giáo
là họ tôn thờ một cái lá cờ của họ, tại vì cái lá cờ của họ là tam vị nhất thể, là do ông linh mục Trần Hữu Thanh. Ok, mình nói lại nha. Yeah. Ông linh mục Trần Hữu Thanh cố vấn cái thời Ngô Đình Diệm đó. Thì trở về cái đệ nhất cộng hòa, đệ nhị cộng hòa là họ dựng lên cái ngày 19 tháng 6. Tại sao họ dựng lên, tại sao họ dựng lên ngày 19 tháng 6 1954 phải không anh? Sao em nói sao? Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa dựng lên là ngày 19 tháng 6 1954. Không phải sau này. Không phải khi mà ông về ông Nguyễn Văn Thiệu á, khi mà Mỹ đó nó ám sát ông Ngô Đình Diệm á, thì nó đưa ông Thiệu vào, thì lúc đó là đệ nhị Cộng Hòa biết được là ngày 19 tháng 6. Nhiên hiểu không? Yeah. Đó, cho nên á, những cái thành phần mà ngụy mà chống cộng á, tụi nó ngu là một cái vậy nè, là thằng Mỹ đó và ông phó tổng thống á, là ông đó hồi xưa là Lyndon Johnson, là cái băng mafia đó, gọi là băng đảng mà của cầm quyền đầu của Mỹ đó, đã bật đèn xanh đã giết ông Ngô Đình Diệm và anh em Ngô Đình Diệm. Thì chính là tổng thống Johnson đưa lệnh để ám sát, thì Mỹ mới giết tổng thống của cái đám ngụy bây giờ đó. Nhưng mà cái đám ngụy bây giờ nó vẫn tôn thờ Mỹ, tại vì nó buồn Mỹ. Cái thứ nhất là tại vì nó không còn cái chỗ nào để nương tựa, chỉ có Mỹ. Chính vì cái điểm đó dù nó cũng có ghét Mỹ, chứ không phải là không ghét Mỹ, nhưng mà nó không có còn con đường nào lựa chọn. Dù Mỹ ám sát thần tượng của nó là ông Ngô Đình Diệm, nhưng mà tụi nó vẫn bám đếp Mỹ, vẫn hô hào Mỹ, vẫn cùng Mỹ. Đó, thì trở về cái vấn đề mà lính Việt Nam Cộng Hòa, thì lính Việt Nam Cộng Hòa đa số là đặt tên toàn là động vật không ạ? Ó biển nè, người nhái nè, trâu điên nè, lôi hổ nè, toàn là lính động vật không ạ? Anh nhắc lại cho em cái đoạn đó đi. Lính Việt Nam Cộng Hòa đó là Mỹ nó dựng lên đó, là đa số đó là nó đặt mấy cái tên lính đó, toàn là động vật không à, là châu điên nè, người nhái nè, ó biển nè, lôi hổ nè. Đó, mà em biết đó, lính thủy quân lục chiến đó, của Việt Nam Cộng Hòa đó, mà khi mà mấy ông tướng ngụy đó mà đi vào chiến trường đó, hay là đi vào mà thủy quân lục chiến đó, là những ông tướng đó là Mỹ nó bắt buộc phải xong. Nó khổ vậy. Thì trở về cái vấn đề mà ông lính Việt Nam Cộng Hòa đó, lý do tại sao đó là một số những người Campuchia đó, mà dân Campuchia đó, em biết lý do tại sao đó, là họ ghét Việt Nam không? Yeah. Chính vì cái đám ngụy này nè, khi mà nó đi hành quân đó, qua Campuchia đó, yeah, nó hít dâm đồng bào con gái là một, yeah, nó bắt gà bắt vịt là hai, yeah, và nó giết. Mà không những vậy đó, nó còn ăn cắp vàng của người ta, yeah, nó ăn cắp vàng để nó đem về, cho nên đó, bây giờ những người ở Campuchia đó, yeah, họ rất là ghét Việt Nam. Chính vì cái điểm đó, họ không cần biết đó, là cái người Việt Nam đó là bây giờ là Việt Cộng hay là gì đó, không cần biết, miễn sao người Việt là họ ghét. Trở về cái vấn đề mà lính ngụy đó, là mình phải nói đó, khi mà cái ngày 30 tháng 4 đó, là những cái thành phần đó nó giết nhau, nó bắn nhau. Thứ nhất là hải quân đã đánh với bộ binh đánh với thủy quân. Không những vậy đó, mà nó còn bắn lính Mỹ nữa. Tại vì nó trả thù, nó nói là Mỹ chơi xấu nó, nó bắn lại. Cho nên những người cựu chiến binh Mỹ bây giờ đó, mà khi mà nhắc đến lính ngụy đó, họ ghét lắm. Là tại vì cái tội mà nó nuôi mà còn phản, mà còn bắn lại nó, cái tội này Mỹ nó ghét lắm nha. Yeah. Còn cái tội thứ hai nữa, lính ngụy đó, là khi mà Mỹ nó đi hành quân á, nó coi cái đám này không có ra gì luôn. Tại khi mà đi hành quân á, nó đi là nó đi trong cái khu quân khu của nó, chứ không phải là cái đám ngụy đi theo đâu. Chỉ có lâu lâu một cái thành phần mà bịch kích của ngụy đó thì đi theo thôi, còn không á, là nó chỉ đâu á, là đóng quân ở đó.
trở về cái vấn đề mà những cái thành phần mà ngu dốt mà chống cộng bây giờ đó, nó không có hiểu được việc cộng là gì. Thì sẵn đây thì để em nói cho lý do tại sao là có cái danh từ là việc cộng. Là Mỹ hồi xưa khi mà nó đi qua nước nào đó, nó phải điều tra và nó có tình báo đó, thì bộ đội á, miền Bắc á, thì nó gọi á, là bộ đội miền Bắc. Còn những người du kích á, là mặt trận giải phóng miền Nam á, là nó Mỹ nó gọi là Việt Cộng. Mà thì những người Việt Cộng là dân mình nó gọi là du kích, thấy chưa? Còn Mỹ á, nó gọi là Việt Cộng và cái đám ngụy nó gọi là Việt Cộng. Tại sao nó gọi là Việt Cộng? Tại vì nó nói là những người du kích thân cộng, cho nên nó mới gọi là Việt Cộng. Nhưng mà thời buổi bây giờ đó, cái danh từ Việt Cộng đó không có còn nữa, tại du kích đâu còn nữa đâu. Du kích là cái ngày chiến đấu, mà còn bây giờ đã thống nhất đất nước rồi, không có còn gọi là Việt Cộng nữa. Nhưng mà một số ngu dốt đó, chống cộng đó, nó không có hiểu cái ý nghĩa Việt Cộng, cho nên nó tưởng là ai cũng là Việt Cộng, cho nên bây giờ nó nói là Việt Cộng. Thì đó là cái ngu dốt thứ nhất. Chờ, ở về cái vấn đề mà lính Mỹ đó, khi mà nó đi qua Việt Nam xong rồi nó về lại nước đó, nó cảm thấy là cái cuộc chiến nó sai lầm đó, xong rồi nó đứng lên nó biểu tình. Thì không những mà những người công chức bên Mỹ mà cả dân Mỹ họ cầm cờ mặt trận giải phóng miền Nam, là cờ là cái nghĩa là nửa đỏ nửa xanh, ở giữa là có một sao vàng, đó là cờ mặt trận giải phóng miền Nam. Rồi họ không những vậy mà họ cầm cờ đỏ sao vàng trong cái thời chiến tranh, khi mà họ biểu tình cả một đất nước Mỹ luôn, là một số những người sinh viên Mỹ đã bị chết ủng hộ cuộc chiến tranh Việt Nam, không cái nghĩa là họ phản chiến, họ ủng hộ Việt Nam. Cho nên cái khúc mà Bác Hồ nói là cuộc chiến này cũng có công lao của những người nhân dân Mỹ nha, họ đứng họ ủng hộ cuộc chiến Việt Nam để cho Mỹ khỏi xâm lược đó. Thì nói chung thì cái đám ngụy này đó, cuối cùng là tụi nó em biết nó mang cái gì không? Nó mang cái nghiệp. Lý do là nó chống cộng không phải là nó yêu nước đâu, mà lý do nó chống cộng không phải là tại vì là nó muốn là tự do dân chủ đâu, không phải. Tại vì nó mang cái nghiệp của nó là chính là cái ông Ngô Đình Diệm. Mà ông Ngô Đình Diệm là gia đình chị, thì gia đình chị đó là bị nghiệp. Cho nên em biết mà cái thời mà Việt Nam là gia đình Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo nè, không cho những người Phật giáo đó mà treo cờ và Phật đảng nè. Thì cho nên 1963 đó là có một số người tu sĩ của mình đó, tự thiêu để chống lại cái cuộc chiến tranh, và họ cái chế độ ngụy đó họ đàn áp Phật giáo đồng bào Việt Nam miền Nam rất là nhiều, nhất là ở Huế xong rồi ở miền Nam đó. Thì nói chung á, thì cái chế độ ngụy này á, giờ nói đi nói mãi á, nó mang cái nghiệp đó. Còn mình á, những người dân tộc Việt Nam của mình á, là mang cái phước. Tại sao gọi là mang cái phước? Tại vì dân tộc Việt Nam của mình á, hồi xưa đến giờ có những anh hùng nổi tiếng giống như Nguyễn Trãi nè, Trần Hưng Đạo nè, thấy nha. Rồi á, thời đại bây giờ á, là có Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cái những người đó họ mang cái phước và cái lộc, là cái niềm tin chiến thắng cho dân tộc Việt Nam, cho nên mới có ngày 30 tháng 4 đó. Thì nói chung thì bây giờ đó ông Diệm thì ông đã mất rồi đó, thì mình không có muốn nói làm gì, nhưng mà cái nghiệp con cháu của ông và cái chế độ ngụy bây giờ đó là nó không có phải là nó yêu nước con khỉ gì đâu, nó không có yêu. Lý do tại sao là nó không yêu, anh nói ví dụ nè, nó yêu Chúa chứ nó không bao giờ yêu nước. Tụi nó là chỉ có Chúa trên hết đó. Cho nên đối với nó Chúa trên hết, còn nước thì nó không. Nhiều khi nó bỏ gia đình, nó bỏ vợ, nó sợ ham sống sẽ chết. Khúc mà giải phóng nó bỏ nó chạy trước rồi, chứ đừng có nói gì gia đình nó không đó, mà nó còn bỏ con cái ở lại, thì đừng có nói gì là người dân hay là đồng bào hay là gì đó. Nhưng mà nó nói cuối cùng thì cái đám ngụy này nó không có được lòng dân. Cái thứ nhất, cha ông của tụi nó là không có được lòng dân. Còn dân tộc Việt Nam của mình là có Bác Hồ vĩ đại, là Bác Hồ là một cái tấm gương là dân lúc nào cũng tôn thờ, và những người anh hùng dân tộc khác.
cho nên thì anh chỉ nói sơ sơ vậy thôi, còn cuối cùng thì anh muốn nói vậy là anh chỉ nói hai câu này thôi. Người ta nói đó là đi với Phật đó thì mặc áo cà sa, còn đi với ma thì mặc áo giấy, nghe nha. Đi với ông Ngô Đình Diệm á thì mang áo nghiệp, đi với Bác Hồ đó là có niềm tin chiến thắng, có hai chữ Việt Nam. Rồi á, khi á, mà mình đi vô chùa đó thì mình cảm thấy là an lạc, nhưng mà khi mà mình đi vô nhà thờ đó là mình cảm thấy nổi da gà. Nó giờ nói lại nha, đi với Phật đó thì mặc áo cà sa, đi với ma á, thì mặc áo giấy, đi với ông Ngô Đình Diệm á là bây giờ là con cháu của tụi nó là ngụy đó, là nó là phải nói là mang ông nghiệp. Nghiệp là gì? Là bây giờ tụi nó đang trả nghiệp đó đó, mà nghiệp không phải là một, không phải là một một, một, một kiếp hai kiếp đâu, chẳng ngàn kiếp luôn. Còn mình đi với Bác Hồ và đi tới dân tộc Việt Nam thì mình có Bác Hồ là một niềm tin chiến thắng. Rồi đó, nói về mà an lạc á thì đi vô chùa đó thì an lạc, còn đi vô nhà thờ á thì nổi da gà. Đó, đó là cái câu của mình nha. Thì thôi sẵn đây đó thì anh chỉ có ý kiến nhỏ nhỏ vậy thôi, khi nào mà anh có dịp á thì anh sẽ trình bày quan điểm nó nhiều hơn. Ok, dạ thôi nha em. Dạ cảm ơn anh Việt nha. Bà con okay. Cũng ở trong nước cũng cảm ơn anh Việt góp tiếng nói về đất nước để mà vạch mặt cái bọn phản động anh Việt ha. Ok em. Dạ em chào anh, chúc anh buổi tối ở nước Mỹ ngủ ngon anh nha. Ok, chào em. Dạ em chào anh.